Vâng, kính chào các quý anh em nhé. Hôm nay shopshipman.vn sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu bẩn lứa Zozo anh em ạ. Mẫu bẩn lứa Zozo này rất là bền, nhưng tiền thì nó rất là rẻ anh em nhé. Nó chỉ bằng tầm khoảng một nửa hoặc là gần bằng một nửa chiếc Zippo thôi. Nhưng mà đồ bền nó thì vô đối anh em ạ. Đấy, còn đây là thẻ bảo hành của shopshipman.vn nhé. Đây, tên bẩn lứa khác, tên tên khác của bẩn lứa Hoàng Gia. Ok, mình sẽ để ở đây. Cái hộp của cái bật lửa Zozo thì nó bằng giấy như thế này. Bên trong mình sẽ đập luôn. Đây. Bên trong có một cây bật lửa Roro. Rất là đẹp. Cái hình đây là hình đầu con lân anh em nhé. Đây, hai con mắt rất là tinh xảo. Kiểu như 3D anh em ạ. Rất là đẹp. Đây, đây có cầu đối. Đây, hai mặt như nhau anh em nhé. Cây này có chất liệu là đồng đồng thau anh em ạ. Đây anh em để ý này, có chữ brass ở góc đây này. Brass tức là đồng thau anh em nhé. Đây, bản lề nó thì có 5 chấu, rất là đều và kín. Cái này thì anh em mua của shop 5 ngày sau. Trước 5 ngày nếu mà bị bay màu thì shop đổi mới cho anh. Đổi mới cho các anh em nhé. Còn sau 5 ngày đấy thì shop sẽ bảo hành. Anh em dùng có vấn đề gì, ví dụ như gãy gãy cái này, gãy như kiểu Zippo anh em dùng lâu mà, dùng cả vài ba năm xong mà bị gãy thì là shop vẫn bảo hành cho anh em đấy. Còn đây cái ruột này bằng thép chuyên dụng không dỉ anh em nhé, cổ đá này đấy, cổ đá bánh xe đấy, rất là bén. Cây này có xăng vào thì nó sẽ cháy thôi, rất là nhạy. Đây, ruột thì bằng inox anh em nhé, không dỉ. Bơm xăng vào đây, thay đá đây đấy, cây này cầm xăng rất là tốt luôn. Giá thì nó cũng rẻ thôi anh em ạ, chỉ 350.000 anh em nhé, 350.000. Shop sẽ ship COD, hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng, đúng hàng rồi mới thanh toán nhé. Rất là đẹp. Anh em nào muốn mua thì nhanh tay alo cho shop nhé, cây này shop cũng không còn nhiều nữa đâu. Vâng, đấy, còn anh em nào muốn xem thêm nhiều mẫu khác thì cứ truy cập vào website zipman.vn như thường lệ nhé. Vâng, kính chào anh em ạ.